xác định danh tính nạn nhân trong vụ nổ xưởng cơ khí tại huyện Đông Anh. Sáng ngày 26 tháng 8, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết danh tính hai nạn nhân trong vụ nổ tại xưởng cơ khí ở Hải Bối, Đông Anh là anh Triệu Văn Xuyên, sinh năm 1988, trú tại Đại Từ, Thái Nguyên, và anh Lê Văn Đình, sinh năm 1998, quê Quảng Bình. Trong đó, anh Đình tử vong tại chỗ, còn anh Xuyên bị thương nặng. Trước đó, chiều ngày 25 tháng 8, anh Lê Văn Đình cùng anh Triệu Văn Xuyên đang hàn ống sắt bằng gá và oxy tại xưởng cơ khí, dãy bên trong sau nhà của gia đình ông Nguyễn Hữu Soái ở xóm 2, thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, thì bất ngờ có tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, người dân chạy vào bên trong xưởng thì thấy anh Xuyên nằm trên sàn, hai chân bị dập nát, còn anh Đình tử vong tại chỗ. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huyện Đông Anh đã có mặt tại hiện trường để cứu nạn, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ.